Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực của đường dây chạy án, hai loại chạy án, gỡ và buộc. Qua xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu thì phần nào người dân cũng thấy vấn đề của ngành tư pháp tại Việt Nam. Đúng nghĩa, công lý là diễn viên hài. Người dân theo dõi vụ án thấy rõ vở hài kịch được trình diễn tại tòa với công lý là diễn viên chính. 18 án ở khung án tử hình đã được ngã giá thành công với mức án nhẹ hều, đa số là dưới khung, tức là mức thấp nhất ở khung hình này là 20 năm. Những mức án ở khung hình phạt khác cũng được giảm rất sâu. Đây là kết quả của việc chạy án, còn quá trình chạy án thì nó diễn ra đằng sau cửa của phiên tòa. Chạy án gỡ được 18 án ở khung hình phạt có án tử hình. Loại chạy án để gỡ tội là loại phổ biến nhất, tuy nhiên có một loại chạy án khác, đó là loại chạy tiền để cơ quan tố tụng đè thêm tội cho bị cáo. Trường hợp cô giáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hưng Yên tuyên phạt đến 5 năm tù giam chỉ vì chi sai 45 triệu đồng là một ví dụ điển hình nhất. Vụ án của cô Dung cũng có dấu hiệu của sự chạy án, nhưng ở đây không phải người nhà của cô Dung chạy án mà là kẻ thù giấu mặt đã chạy để tăng hình phạt cho cô. Theo một số chuyên gia ngành luật thì rõ ràng hội đồng xét xử đã áp dụng sai pháp luật. Điều này không phải ngẫu nhiên mà họ đã nhận được một khoản nào đấy để mà cố tình làm sai. Không ai lại cố làm sai cả để có thể phải chịu trách nhiệm do sai phạm mà lại không sơ mối gì được. Cô giáo Lê Thị Dung bị kẻ giấu mặt chạy án đè thêm tội cho cô. Cô Dung đã được cộng đồng mạng quan tâm và lên tiếng rất mạnh mẽ. Có thể nói cô Dung may mắn vì có rất nhiều người đã đứng về phía cô. Nhờ thế mà cơ quan tố tụng đã không thể thực hiện được mưu đồ của họ. Nếu khui ra hết những tất khuất trong vụ án này thì phải kéo hết đường dây chạy án, dùng tiền để đẩy cô Dung vào tù. Tuy nhiên, ngành tư pháp của xứ này luôn có vùng cấm. Nghĩa là họ chỉ giảm án cho cô Dung, chứ không giải oan cho cô. Còn đường dây chạy án thì phải được giữ an toàn. Trong vụ án chuyến bay giải cứu cũng có loại chạy án buộc thêm tội, chứ không phải chỉ một loại chạy án gỡ tội. Đó là trường hợp của cựu trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an Hoàng Văn Hưng. Ông này cùng với Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, bị bắt vì dính đến đường dây chạy án. Trong suốt phiên xét xử, người ta chờ đợi Hoàng Văn Hưng khai toạc ra hết đường dây chạy án, bởi nhiều người cho rằng tồn tại một đường dây chạy án khổng lồ đang ngã giá sau lưng tòa để buộc tội cho các bị cáo. Theo nguồn tin cung cấp cho Thời báo.de thì những người chạy án chưa bị lộ trong chuyến bay giải cứu rất sợ lời khai của Hoàng Văn Hưng. Kể cả hội đồng xét xử, viện kiểm sát và công an điều tra đều lo sợ. Đó là một trong lý do mà tòa vội kết thúc án sớm hơn tới 14 ngày so với dự kiến để tránh đêm dài lắm mộng. Bản án chung thân và hội đồng xét xử áp đặt cho Hoàng Văn Hưng chỉ dựa vào lời khai của một chiều thể hiện quyết tâm của bộ máy chạy án quyết bơm tiền cho hội đồng xét xử và viện kiểm sát để trả thù Hoàng Văn Hưng. Ý kiến của người trong cuộc cho Thời báo.de biết như thế. Bản án nặng nề dành cho Hoàng Văn Hưng cũng được cho là kết quả của một loại chạy án, đó là chạy để đè tội chứ không phải để gỡ tội. Tương tự như cô giáo Lê Thị Dung, đường dây chạy án vừa sợ vừa căm Hoàng Văn Hưng và họ đã bơm tiền để anh ta phải gánh án thật nặng. Trong chế độ này là vậy, tồn tại hai loại chạy án như thế, vì thế bọn người có quyền và có tiền muốn gì cũng được. Họ muốn gỡ tội cho ai thì gỡ và muốn buộc tội vô cớ cho ai thì cứ buộc. Sẽ không có công lý nào cả, bộ máy tư pháp bị quyền và tiền điều khiển. Đã có quyền và có tiền thì chẳng khác nào bạo chúa. Họ muốn nâng ai lên thì nâng, muốn đạp ai xuống thì đạp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quyền lực của đường dây chạy án, hai loại chạy án, gỡ và buộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Trúc Thái Minh là cao thủ hay anh ngố khi ra chiều đỡ đòn tranh ăn của Bộ Tài chính. Chuyện các chùa quốc doanh kinh doanh cho Đảng Cộng sản là câu chuyện không hề mới. Đó đã được cư dân mạng xì xầm bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, việc Đảng Cộng sản giao cho các ông sư quốc doanh kinh doanh mê tín dị đoan và thu tiền về bằng văn bản dưới luật hẳn hoi thì rõ ràng chính quyền của Đảng Cộng sản đã không còn giấu giếm việc họ thọc tay vào các chùa chiền để mà thu tiền công đức. Tranh ăn của Bộ Tài chính và các chùa chiền quốc gia. Những hành động công khai tính mê tín dị đoan của các chùa quốc doanh được xem như là hoạt động của sự bảo kê nhà nước. Cũng vì có sự bảo kê ấy mà ông Thích Trúc Thái Minh có thể ngang nhiên hành nghề mê tín dị đoan như vong báo oán, trục vong, cúng sao giải hạn, vân vân. Trong khi đó, những người hoạt động mê tín mà không được chính quyền quản lý tiền bạc thì bị xem là hoạt động bất hợp pháp. Vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính của Việt Nam công bố chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa khác không thông báo tiền công đức. Đây được xem như là việc tranh ăn giữa chính phủ và các chùa quốc doanh đã đến mức căng thẳng. Lĩnh vực hái ra tiền mà nhà nước bị thất thu thì xảy ra mâu thuẫn lớn và đưa nhau lên báo cho bản dân thiên hạ cùng được biết. Mối quan hệ giữa chính quyền Đảng Cộng sản và chùa quốc doanh là quan hệ giữa ông chủ và kẻ làm thuê rất rõ ràng. Thích Trúc Thái Minh và những ông sư quốc doanh khác đang là những người trực tiếp kinh doanh kiếm tiền, còn chính quyền là kẻ đi thu tiền. Tuy nhiên, vì mối ràng buộc giữa chính quyền và chùa quốc doanh có lẽ có kẽ hở, nên Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng để mà biển thủ mà không trả về cho người chủ thực sự của nó, làm ông chủ thất thu nên tức tối. Thu và chi khớp nhau đến mức kỳ lạ. Bộ Tài chính là cơ quan thu tiền và chi tiền không chỉ cho chính phủ mà còn cho cả Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động. Việc các đầu mối kinh doanh mê tín của Đảng tự kinh doanh rồi tìm cách biển thủ khiến cho Đảng bị mất một nguồn tiền không nhỏ. Sau khi Bộ Tài chính lên tiếng, Thích Trúc Thái Minh cho công bố chùa Ba Vàng đã thu được 4.164.500.000 đồng và cũng đã chi đúng bằng con số ấy. Thu và chi khớp đến nhau đến mức không còn số dư nào cả, thì quả là rất hay ho. Những người làm doanh nghiệp đều biết giữa thu và chi không thể nào khớp đến từng con số lẻ đến như vậy. Khớp đến mức như báo cáo của chùa Ba Vàng thì chỉ có thể là bảng cân đối giả mà thôi. Đây là dấu hiệu cho thấy ông sư quốc doanh làm chủ đại lý kinh tài cho Đảng tại cơ sở chùa Ba Vàng này đã chuẩn bị rất kỹ để mà đối phó với Bộ Tài chính. Thích Trúc Thái Minh vin vào cớ này để ẵm tiền kinh doanh mê tín của Đảng. Rõ ràng trong chuyện kinh tài, dù đã các ràng buộc bằng văn bản giữa ông chủ là Đảng Cộng sản với chi nhánh kinh tài là chùa Ba Vàng, nhưng nó vẫn có kẽ hở. Được biết, thông tư số 04/2023 quy định rõ về việc tiếp nhận tiền công đức tài trợ như sau. Quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ do di tích thuộc sở hữu tư nhân, chủ sở hữu di tích tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và luật pháp khác không có liên quan. Rõ ràng Bộ Tài chính giao cho công trụ trì tự quản tiền công đức thì dại gì các ông trung thực với số tiền này. Sư quốc doanh đi tu thì được gì ngoài đồng tiền kia cơ chứ? Rõ ràng đây là kẽ hở để ông Thích Trúc Thái Minh lợi dụng vào. Rất khó để đòi ông sư này trả lại tiền công đức về cho Bộ Tài chính. Ngoài ra, ông Thích Trúc Thái Minh cũng vin vào cớ tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì xem ra Bộ Tài chính khó mà phản bác cho được. Nếu muốn tóm cổ ông Thích Trúc Thái Minh thì phải trưng ra bằng chứng giấy trắng mực đen rằng ông sư trụ trì chú Ba Vàng có biển thủ tiền công đức. Chiều công bố con số thu chi khớp đến từng con số lẻ
là một điểm yếu dễ thấy. Nếu chúa ba vàng mà có danh phận như EVN thì thanh tra chính phủ sẽ vào cuộc. Tuy nhiên, EVN là cơ sở kinh doanh chính thống của chính phủ, có hệ thống kế toán bài bản nên dễ kiểm toán. Còn chúa ba vàng chỉ hốt tiền trong hòm công đức đem ra đếm thì rất dễ khai theo ý muốn để mà đối phó với Bộ Tài chính. Tính ra Thích Trúc Thái Minh sướng hơn Dương Quang Thành là cựu chủ tịch EVN, cũng là kiếm bộn tiền từ việc quản lý kinh doanh cho chính quyền, nhưng Thích Trúc Thái Minh vẫn ung dung, chẳng lo sợ gì. Chỉ cần chịu khó cạo chọc đầu, nói đạo lý thì ăn tiền của bá tánh một cách vô tư, không sợ bị vít cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thích Trúc Thái Minh là cao thủ hay anh ngố khi ra chiều đỡ đòn, tranh ăn của Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.